Cảm ơn bạn đã ghé thăm thiết bị chăn nuôi Mai Dung của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp, sản xuất và gia công các loại lưới đánh cá vách ao, dập cua ghẹ lồng nuôi cá bè, lưới chim, lưới rắn, mồi dụ, tôm, cua, cá, lươn, trạch, rắn, ba ba, lồng nuôi cá, gia công lưới nuôi cá, ốc, ếch trên sông, ao, hồ, biển và kèm theo các dịch vụ đánh bắt thủy sản, lưới bắt, kéo cá. Các sản phẩm của thiết bị chăn nuôi Mai Dung đều có chất lượng tốt và có giá cả cạnh tranh vì chúng tôi là cơ sở sản xuất, phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi có kỹ thuật chuyên môn cao sẽ tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của chúng tôi cung cấp, vận chuyển và bán hàng trên toàn quốc bằng đường bưu điện hoặc gửi ô tô, giao hàng tận tay quý khách hàng, đảm bảo uy tín, chất lượng và giá thành rẻ nhất thị trường. Thanh toán nhanh, tiện dụng khi mua đồ đánh bắt thủy hải sản tại thiết bị chăn nuôi Mai Dung của chúng tôi. Ship hàng cốt, thanh toán tiền khi nhận hàng tại nhà bạn hoặc chuyển khoản. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình về lưới đánh cá, cách lựa chọn phù hợp với nhu cầu, sở thích và điều kiện kinh tế của khách hàng. Quý khách nhận hàng được xem hàng nên rất yên tâm khi mua lưới đánh cá tại thiết bị chăn nuôi Mai Dung. Quý khách mua hàng tại thiết bị chăn nuôi Mai Dung của chúng tôi sẽ được đảm bảo về chất lượng, giá cả. Cho dù khách hàng của thiết bị chăn nuôi Mai Dung là các cửa hàng, đại lý hay các cư dân mua các sản phẩm lưới của chúng tôi để đánh cá, mưu sinh cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi đều tư vấn kỹ thuật đánh bắt cũng như tư vấn lựa chọn các sản phẩm tốt và phù hợp. Hãy đến với thiết bị chăn nuôi Mai Dung, địa chỉ Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh, hotline 0975 892 911. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời để các bạn đạt hiệu quả cao trong công việc đánh bắt của mình và được bảo hành chu đáo.